Alo nha, chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình Phước xin dịch máy làm chơi. Thì theo như lời hứa của mình là hôm rồi là cái máy 6 máy, dòng 6 máy Volvo Turbo đặt lượt, đặt máy âm đó. Là khi cái máy nó có hoạt động rồi, mình sẽ làm video gửi đến anh em. Thì ngày hôm nay cái máy này đã hoạt động rồi nè. Đây, là cũng như bố trí dàn đồ rồi xong xuôi hết rồi. Bây giờ còn chỉ có lắp đặt cái dung dịch cho nó chạy nha. Ở trên mình đang đang làm là cho lịch nhà làm đó. Đây máy đây lắp đặt hoàn thiện. Nói chung ra cái mình làm cái video mình gửi lên đó thì anh em coi thì nó không được rõ gì mấy nha, trời nắng quá rồi, nắng nó bị chói quá thì nó công an quay nó không được rõ sáng như cho mấy. Em đi xuống quay lại cho anh em. Đây đưa về hoạt động. Cái con máy này là thuộc sở hữu ở trên Sài Gòn nha. Thì xuống đây là ảnh đi xuống đây rồi ảnh test máy rồi đó. Thì ảnh lấy con máy này ảnh đem về Sài Gòn. Này. Máy này. Đồ Volvo bữa hổm mình có giới thiệu đây. Vô xong máy. Rồi chờ mình gắn dung dịch vô mình test thử cho anh em xem nha. Coi thử cái tốc độ nó đi như thế nào. Có đúng cái lời mình nói ban đầu không nha. Đây trong con máy này nó trong mình vô 6 máy. Nói chung những con máy này thì cái tốc độ của nó thì khỏi bàn cãi. Nói chung nó đi vào tầm độ tốc độ nếu mà đạt chiếc xe chạy trên bờ nằm tầm 8 mấy km giờ thì cái thằng này thì là xe bô của nó quay lên nên thấy không đặt ra đây. Bữa hổm thì chưa có gia cố cái dàn be rồi nọ, giờ gia cố rồi mình thấy nó giờ mình thấy nó thích cộm hơn nhiều. Thì đây thì mình cũng tìm làm dịch máy mình đây. Đây thì mình đang canh cái dung dịch cho cái máy này. Người vô thì chỗ đang làm vô nó cũng ra rồi thì cái dung dịch nó mình cũng chưa biết cái lực máy như nào mình đưa cái dung dịch này thì nói chung thầy có tốc độ này. Mà lại nó hơi nhẹ máy quá, làm cái dịch lớn hơn. Đây. Đang xử lý. Khi nào xong rồi mình lắp đặt vô mình chạy cho mình xem nha. Đây, nhìn ở đây. Nhưng nó bự hơn nhiều. Thì ở đến đây ngoài ra thì mình cũng nói với mấy bạn nếu mà mình quay video mình gửi đến mấy bạn nhưng mà thực tế đây là mình chuyên sản xuất mua bán dung dịch nè hay các loại đây nên nói chung đòi em làm em đang làm cho khách rồi nó đây thể ngổn ngang hết tùm lum la hết. Đây là những đồ đang làm chuẩn bị gửi đi cho khách nằm nói chung ngổn ngang hết. Thì bây giờ ngày hôm nay thì mình quay cái con máy đó, bây giờ mình làm cái chiến dịch này làm đôi xuống mình test luôn thì mình coi thử tốc độ đi đạt được vào bao nhiêu km nha. Cực quá lội xong đây em trai này đây lội xong mới gỡ dịch lên. Nãy giờ có chạy thử khúc nào chưa? Có thấy chạy từ bên tính qua mà thấy nó đi sao? Thấy cũng được chạy được cái trăm á. Mày chạy cái gì mày chạy mày đếm cái trăm cái chuối thì mày chắc chưa nắng này mà là làm biết làm video nó không có trong. Cái này về rồi còn anh em còn trang bị là cái mui nữa nha, là mui ship nữa, là khi mình chở khách rồi nọ đi thì nói chung là nó phải làm gì nó khô mát đồ thoáng mát rồi nọ chứ không phải đi chặn gì nha. Cái này là mình chỉ đem về rồi xong mình lắp đặt cái bộ mà mua trần ở trên này. Cái gì mà giáp biển trong đây nữa không thầy?
này chim cút. Để mẹ người ta đi. Rồi cái này mình qua khâu bóng nữa là mình lắp đặt vô là mình chạy nghe nè. Cái nhịt đó, cái miếng xốp đó vừa đánh được không? Đây thì mình quay cận cảnh anh em xem, đây ngoài ra mình chuyên sản xuất mua bán chim vịt nha. Đây, các loại nói chung máy lớn máy nhỏ đều có hết. Để đây em sẵn em review cho anh em xem luôn. Nói chung ở đây là em là chuyên về sản xuất chim vịt, nhưng mà làm đồ cho khách thì thật phải review cho anh em xem luôn. Theo như lời hứa là mình hứa là khi cái máy nó hoạt động là mình sẽ quay cho anh em coi. Thì ngày hôm nay nó hoạt động thì mình quay, nhưng mà có cái là cái trời nắng quá cái video của mình làm nó không được trong cho máy nha. Đợi gắn cái nhịp xuống rồi test thử rồi quay cho anh em coi luôn. Tới bữa nay anh biết cái ông nội tôi ông đặt cái máy đó tới hôm nay chưa có được nữa kìa. Rồi xong rồi đâu xả nãy xả nãy nãy rồi nó la miệng luôn biết sao đây. Ông ở đâu? Hả? Ông bên kia. Cái ông mà trên mà Sài Gòn đó, ông đặt cái con máy âm. Dễ ăn không? Đụng vô da chạm thì được biết. Nếu mà chạm rồi, nếu mà chạm mà chưa tới thì đồ mẹ nó hành cũng chết. Hành không? Hành không? Rồi, mình chuẩn bị mình đem ra mình hoạt động nha. Gấp quá. Bữa hổm là anh sợ là cái dịch nó không có ấy rồi đưa ra cái lắp 25 nè. Chứ sợ cái lắp bậy bạ rồi xong nó không có ngay rồi xong chết luôn. Tại vì cái thằng này đó giờ mình có gia giảm nó đâu biết cái sức máy chạy bao nhiêu. Thì cứ chơi đại cái lá 25 thì chắc ăn là giờ trong nhà mình có những dịch mình thay đổi nó được, còn không có thì đưa vô hạch luôn à. Dùng mình đâu ai thay cái dịch bự nhiều á, mấy bự nhiều đó, mấy bự rồi chỉ mấy thằng nó thay. Em cắn không biết người chắc luôn. Hả? Chơi luôn có gì đâu. Ủa cái này nó có một lau quét mà hết. Đúng rồi, lau quét nó dính chết vô cây lá. Tao nói hai lau quét. Cái này có một lau quét mà. Con kia hai kẻ vậy đó. Hai kẻ. Bây giờ coi cái này với kia giống nhau là sao? Nói chung ra nè, cái này nè nó có một kẻ một mà. Nè, một kẻ nhưng mà có ra hai kẻ nhưng mà mình muốn vô kẻ nào nó cũng được tại vì một nè. Một nè, một kẻ cạn, cái kẻ này á, là tất nhiên á, là hồi lúc trước á, là nó chạy yêu cầu nó chạy là cho nó chỗ dưới luôn mà nó chạy không chỗ, nhiều khi cái la bết quết người ta ra ngoài rồi tới đó nó kẹt lại. Bây giờ kêu nó ấy nó muốn quất thêm con này chỗ ra ngoài. Thì con kia nó con chỗ thì mình đi đưa ngay con chỗ này đưa vô ngay thôi có gì đâu. Con này zin nè. Ừ, con này zin. Nhưng mà con này nó cũng làm nhưng mà tính ra là nó bào là quết, nó bào gì là tịch luôn. Phải không? Nè anh coi nè, từ trong ngoài nó dài sọc luôn mà nó bào cái một cái thân kem. Trời ơi cái mũi của nó chạy đó, nó chạy đòn là mũi của Đức không? CNC mà nó xài ba cái mũi.
cái nè, như anh tính đây cái chạy găng này được không? Bỏ vô mấm là lý do là coi chừng cái cùi nó dài hơn á nha. Đo cùi vô, đo cùi, thử cùi không vô. Cái thằng đó với dài hơn này là một phân vậy, không phân mà đâu gì đâu thì để. Rồi bây giờ mình cứ để con ốc mình dặn mình ép vô đi. Ừ, nó ép nó vô. Vô vòng vô ép cái, con ốc lúc nào mình cũng hở khúc gì hết, phân thì cũng vừa thôi chứ đâu. Đây mình xài cùi dài quá. Không phải. Chứ nói anh nói là dài có phân à. À con ốc. Đây nè, lấy cái đó kìa, hai nhịt đó lấy lại, lấy thước lại luôn anh. Nhưng mà một phân này không có ảnh hưởng gì á. Lấy lại luôn, lấy thước lại luôn. Đâu có con ốc nào mà nó xài cho mình mà bấm đầu đâu. Nè. Nó nằm dư đó. Rồi. Nè thì mình lấy mình đo cái cổ nó biết liền gì. Này 9 phân. Cái này một tấc 03 thì nó một có một phân 3. Phân 3 thì nó con ốc nó hết mẹ nó phân 2 rồi. Nhưng mà không lẽ nó nằm cái tiện ốc mà không lúng thế nào. Không lẽ không tiện ốc dư thế nào. Đúng ra lúc nào nó phải tiện ốc dư chứ. Cái cùi lúc nào cũng dư khúc vậy chứ. Tại vì bữa nó cái dịch này cái cùi nó tới tấc lại mấy nữa nè. Đúng tấc lại mấy. Ba găng mình siết vô thêm hai ba găng để cho bộ mình gắt được, ba găng mình siết vô nó vô thêm ba găng. Nó vô nó ép vô nữa. Mà cái thằng này mình chỉ tới không à. Trường hợp có máy nên lên đây có lấy máy mà anh nhấn hai bên. Cầm nè, cầm điện thoại mình. Anh quay, tạm dừng cái đi, tạm dừng cái xíu quay tiếp. Đúng rồi. Quay cái là đẩy nó vô được miếng nữa. Không được khỏi cái luôn. Đúng rồi. Máy về nha anh em ơi. Quá. Đang quay cái điện. Rồi. Gãy dầm, từ từ. Thì công này quên nước xui mà chứ kì. Để lên. Biết lắp vỏ thôi chứ không biết đề hả? Im không? Cái dòng nãy quay không được, đang vừa quay không được kia không điện. Rồi giờ quay được rồi phải không? Quay được.